Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sunray Việt Nam. Chúng ta lại gặp nhau. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Sunray Việt Nam sẽ làm một cái video cho các bạn thấy một cái sản phẩm rất là đặc biệt mà bên mình đã thiết kế và đã giao xe cho khách cách đây khoảng hơn một tháng. Thì trước mắt các bạn là cái sản phẩm mà mình đã nhắc tới, đó chính là chiếc xe Dongben X30 V2 phiên bản màu trắng. Và bên mình có thực hiện là làm cái thùng đông lạnh cho cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này sử dụng một cái lốc lạnh để làm lạnh một cái khoang lạnh đằng sau với nhiệt độ lên tới âm 5 độ C. Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về cái sản phẩm rất là đặc biệt này. Trước tiên thì các bạn sẽ nhìn qua về cái ngoại hình. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà bên mình xuất cho một cái đơn vị họ làm về thịt lợn. Thịt lợn mà chúng ta ăn hàng ngày đó. Thì khi mà thịt sẽ được chứa ở trong cái thùng này và được vận chuyển đến các cái địa điểm như là chợ này, siêu thị này và bán cho họ. Thịt lợn này là thịt lợn sạch. Cái đơn vị này tên của họ là Dirty Bird Shop. Đây, con heo béo. Các bạn có thể nhìn thấy cái logo của họ đây. Đấy, cái thiết kế logo của họ thì chỉ là một cái logo và dán đề can lên thôi. Thì cái này là mình tự tay thiết kế và market và free cái công dán cho họ. Thì cái sản phẩm này cũng giống như hầu hết các cái sản phẩm Dongben X30 khác. Mình sẽ không nói nhiều về thông số kỹ thuật nữa. Mình sẽ chỉ đi chi tiết về những cái khác biệt của cái sản phẩm này so với những cái chiếc Dongben X30 thông thường, không có cái thùng lạnh đằng sau. Cái sản phẩm này mình giao cách đây hơn một tháng, thì hiện nay là khách hàng quay lại để bảo dưỡng ở cái mức km 5.000. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra để cho các bạn xem. Đấy, từ ngoài các bạn có thể, từ ngoài đằng phía đằng sau các bạn có thể nhìn thấy một cái lớp chắn lưng như thế này. Khi mở ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cụ thể cái lớp thùng đông lạnh. À, cái cửa này khá là nặng. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cửa được gia cố thêm. Các bạn đợi một chút. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là cửa được gia cố thêm một cái lớp cách nhiệt khá là dày. Nó dày khoảng 4cm. Ở đây cũng có các cái lớp răng để mà giữ cho thùng không bị thoát nhiệt này. Các bạn có thể nhìn thấy. Thì cái này là nhựa composite. Đằng trong thì có một cái lớp xốp nữa để chúng ta là không bị thoát nhiệt trong cái quãng đường mà xe di chuyển. Đây chúng các bạn sẽ nhìn thấy được qua một cái thùng. Một cái thùng chiếm trọn cái phần sau xe như thế này. Ở đây chúng ta sẽ thấy vẫn có cái khoang hở. Tại vì bên mình thiết kế theo cái yêu cầu của khách hàng. Họ yêu cầu rằng cái thùng nó sẽ kín cái thùng sau xe hay là vẫn còn cái khoảng trống như thế này. Thì ở đây cái sàn thì cũng được các bạn sẽ thấy rằng cái sàn nó sẽ có các cái khe như này để làm gì? Để cho các cái khi nhiệt độ âm lên xuống âm 5 độ thì thịt chúng ta nó sẽ đông lại. Thì cái này khi mà mình tắt cái điều hòa đi, tắt cái lốc lạnh đi thì cái thịt nó, nước nó sẽ chảy xuống cái khe này và nó không làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của thịt. Ở phía đằng trên chúng ta sẽ nhìn thấy cái lốc lạnh ở trên như kia. Lốc lạnh này được lối trực tiếp vào cái động cơ của xe. Thì khi động cơ xe chạy thì cái lốc lạnh này cũng sẽ hoạt động. Tiếp theo mình sẽ ra đằng ria cho chúng ta thấy một cái khoang, cái cửa khoang của sản phẩm này. Đây. Để mình phóng xa ra cho các bạn nhìn nhé. Đó, cái cửa ria. Cửa ria này thì giúp cho khách hàng cũng thuận tiện hơn trong cái việc bốc dỡ hàng hóa. Đây các bạn sẽ nhìn rõ hơn được cái lốc lạnh như thế này. Đó. Thì ở cái phiên bản xe này thì khách hàng của bên mình cũng tùy chọn cái lốc lạnh được chạy nối tiếp từ động cơ máy. Với cái điều kiện là khi mà động cơ máy hoạt động, khi mà các bạn bật điều hòa ở trên máy, bật điều hòa ở trên cabin xe thì cái điều hòa đằng trong cái lốc xe, thùng xe đằng sau sẽ không hoạt động và ngược lại. Tại vì cái động cơ 1.5 này để phục vụ được cái lốc lạnh âm 5 độ C như vậy thì nó sẽ phải hy sinh hiệu năng rất là nhiều.
Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái bảng đồng hồ hiển thị cái nhiệt độ xe như thế này. Để mình nổ máy lên cho các bạn nhìn nhé. Để quạt rất là to rồi. Ở đây đóng cho anh cái cửa vào. Đóng ngay hết cái cửa vào. Đây khi mà mình bật cái lốc lạnh lên nó sẽ bật như thế này. Ok. Khi mà chúng ta hoạt động lên thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ như này. Tại vì máy chưa hoạt động thì nhiệt độ thùng sẽ giảm dần xuống đến cái mức âm 5 độ C. Khi mình bật cái nhiệt, khi mình bật cái lúc công tắc này lên thì mặc định là cái điều hòa, cái bộ cảm làm lạnh phía sau lưng thì sẽ làm lạnh cho cái thùng đằng sau. Còn khi mình tắt cái này đi thì nó sẽ lại làm lạnh ngược lại cái cabin như thế này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nhiệt độ nó giảm dần. Nó giảm rất là nhanh đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái tính năng rất là đặc biệt của cái xe Dometic 30 thùng chống lạnh này. Đây là một trong những cái đặc trưng của bên mình. Khi bán tới tay khách hàng thì các bạn sẽ được trang bị, các bạn sẽ có một cái thẻ bảo hành như thế này. Ở đây sẽ được ghi cái số lượng km mà các bạn hoạt động để được bảo hành. Thì tùy từng đơn vị, thì với đơn vị mình thì bên mình sẽ bảo hành cho khách ở các cái mức bảo dưỡng là 1.000, 3.000 và 10.000. Thì với cái khách này thì họ bảo dưỡng ở mức 5.000 thì nó vẫn không nằm trong cái quy định được bên mình hỗ trợ về bảo hành, khách hàng sẽ chịu phí. Ở mức 10.000 thì bên mình sẽ chịu hoàn toàn các cái phí bảo trì bảo dưỡng. Thì nó cũng giống như các cái phiên bản Dometic 30 khác thôi, không khác gì nhiều cả, vẫn là một cái động cơ 1.5 lít với công nghệ của Đức. Nó là cái vô lăng 3 chấu và cái tổng cabin nó rất hiện đại như thế này. Mình sẽ tắt cái máy này nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiệt độ đã giảm xuống rất nhanh, xuống đến 16 độ rồi. Ok. Như vậy là sau cái video hôm nay thì các bạn cũng sẽ có cái nhìn cận cảnh hơn về một trong những cái sản phẩm Dometic 30 thùng đông lạnh. Cái chiếc Dometic 30 này có thể trang bị được để phục vụ cho các cái nhu cầu của khách hàng chở các cái thực phẩm đông lạnh như là cá hay là thịt. Thì có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn.